Xin kính chào các thượng đế. Trước giờ cơm cháo thì tranh thủ giới thiệu tới mọi người một chiếc đài nữa. Chiếc đài Sony có model CFS 1065 SC. Vừa mới lên sóng được một cơ số phút thôi, đã được một thượng đế có cái bụng tốt ở huyện Lạc Giang, tỉnh Bắc Giang đã trần văn chốt. Đấy, thượng đế này bảo coi như thế là chú tháo ra tắm rửa sạch đẹp, làm từ A tới Z cho anh ngon lành. Về anh chỉ coi như thế là cho nó ăn điện để anh vui tuổi già. Thế thì xin thưa tới các thượng đế. Đây. Đấy. Lát nữa là sẽ tháo ra tắm rửa sạch đẹp. Thế xong là sẽ coi như thế là kiểm tra về vấn đề kỹ thuật. Rồi là cái loa bên đây nó bị rè thì thay cái loa bên đây đi, thay cái loa vào cái loa zin. Và những cái sản phẩm mà mình đã tháo ra nội soi, nếu như hàng chất lượng nhá thì sẽ có chữ Khang 1861. Các thượng đế mà trần văn chốt những sản phẩm của nông dân thì khỏi phải bàn về vấn đề kỹ thuật nhá. Mua lại mua đài của lão nông không bao giờ lo nó hỏng. Khi nó mà hỏng thì không làm sao mà phải vân vê gấu áo cả, không làm sao mà phải đỏ mặt, không làm sao mà phải gãi đầu gãi tai cả. Liên hệ với số máy 0368888479, nó lại hoạt động trở lại. Đấy là điều chắc như đinh đóng cột đấy. Đây là chiếc đài to vật vã của hãng Sony, to vật vã nhá. Đài này ăn điện 220V, đài 3 cục, hai loa có thể tháo rời ra khỏi cái thân máy. Bây giờ mình đo luôn để cho mọi người thấy cái kích thước của nó rất chi là to, to và dài. Chiều dài của chiếc đài này là 65 cm. Chiều dài là 65 cm đây. Đấy, chiều dài là 65 cm. Chiều cao là xấp xỉ 20 cm. Chiều sâu 15 cm. Chiều sâu 15 cm. Cân nặng, ôi trời, đài này chắc phải tầm 7-8 cân, 7 cho tới 8 cân. Tức là theo cách tính của người ở dưới xuôi thì cái đài này dưới một yến, người dưới xuôi quy định là một yến là 10 kg, nhưng cái đài này dưới một yến tức là dưới 10 kg nhá. Tình trạng hoạt động sau khi cho ăn điện 220V, radio băng sóng AM thì có một sóng là trần văn nét. Thế còn đương nhiên rồi, FM là phải trần văn nét, âm thanh trong veo. Phần băng cassette thì xin thưa tới các thượng đế 63 tỉnh thành. Chiếc đài Sony có model CFS 1130. 1130 và 1133, rồi Sony 1030, 1033. Chiếc đài này là hãng người ta trang bị cái bộ cơ chạy vòng cao su. Mà những cái bộ cơ chạy vòng cao su, tỷ dụ như đài Sony 715 cũng vậy nhá. Cửa A đài Sony 715 cũng chạy vòng cao su. Những cái bộ cơ mà chạy bánh trung gian là vòng cao su thì mình không đủ trình độ để sửa chữa những cái bộ cơ như vậy, nên bởi vậy là để cho nó trần văn tịt. Bây giờ tua nó vẫn chạy, tua đi tua lại vẫn chạy, belay nó vẫn chạy. Thế nhưng mà đưa băng vào là nó rối băng. Đấy. Thế thì cái đài này mình bán là cái thể coi như thế là không chạy phần băng cassette, cho dù nó đang chạy, thế nhưng không chạy nhá, bán là cái thể không chạy. Đài Sony 715 cũng vậy, bộ cơ cửa A chạy vòng cao su thì đúng là chỉ có ối rồi ôi rồi nhá. Sang đến cái phần line in, radio tốt rồi nhá. Line in thì đương nhiên là phải hoạt động bình thường. Bộ cắt tỉa tần số, đây là bộ equalizer. Đấy, những cái cần gạt này để coi như là tăng tần số hoặc là giảm tần số vẫn hoạt động bình thường nhá. Ở đây nhà sản xuất ghi này, biểu thị 4 kHz này, 10 kHz này, 1 kHz này, 400 Hz này. Đấy. Tách loa, cân bằng loa vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có mỗi một cái điều bất bình thường. Trước tiên là xin thưa tới các thượng đế 63 tỉnh thành. Bản chất của nông dân thì cứ người thật việc thật nhá. Mình cung cấp cái đài cho người ta làm sao để người ta quý mình. Đấy mới là mấu chốt của vấn đề. Chứ không phải là mình cung cấp cho người ta cái đài để kiếm ít thóc ăn cho đầy cái diều trong cười hơ hớ. Không cung cấp kiểu đấy. Chiếc đài này thì mình mua của anh cu bạn mình ở trên Sài Gòn. Anh cu bạn của mình thì cũng ngũ tuần rồi. Đấy. Anh ấy thông tin cho mình biết là cái đôi loa này là quấn lại rồi nhá. Thì cái đài này đôi loa quấn lại như thế này.
nhưng nó vẫn đang nói nhá, nó vẫn đang nói, người ta cuốn lại thế nhưng nó vẫn đang nói. Thì mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất 650.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Thế còn nếu như mà loa zin ý, loa zin thật chứ không phải zin ở lời nói đâu nhá, loa zin thật thì chiếc đài này có một mức thóc là 1.080.000 đồng. Và loa zin thật thì bao giờ cũng có chữ ký Khang 1861. Thế còn loa zin ở lời nói, tức là loa cuốn lại ấy, thì không bao giờ có cái chữ Khang 1861. Cứ để như thế này, hai cái loa cuốn lại vẫn đang nghe bình thường nhá, thì 650.000 đồng. Thế còn thay hai cái loa zin thật vào, có chữ Khang 1861 vào, thì 1.080.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Tình trạng hoạt động nhắc lại với mọi người, phần băng cassette nó đang chạy thế nhưng coi như là không chạy nhá, tức là gì, là motor các thứ bộ cơ vẫn vẫn còn nguyên thì chẳng tháo ra làm cái gì cả. Radio trong veo, equalizer hoạt động bình thường, line in hoạt động bình thường, đài không có bị vỡ nứt gì cả. Đấy. Đấy. Không bị vỡ nứt gì nhá. À, không bị vỡ nứt gì. Đấy. Cái loa bên đây cuốn lại mà có để có một cái lỗ nó như kiểu là nó thủng, như anh cu bạn mình anh vá vào rồi. Nhưng bây giờ vẫn nghe bình thường mà, chỉ có cái là cái chất âm thì đương nhiên rồi, loa cuốn lại thì không bao giờ bằng cái loa nó zin thật được. Đấy, chứ còn loa zin ở lời nói thì thôi. Anten zin. À, anten zin. Hai khóa loa vẫn còn này. Bên đây nữa này. Đấy, vẫn còn. Thôi đã giới thiệu tới ạ. Mọi người chiếc đài ngon bổ rẻ 650.000 đồng là hai cái loa này là cuốn lại rồi. Cứ thông tin cho nhau biết trước như thế, mất lòng trước hơn được lòng sau, khổ nhân dạy rồi. Đấy, chứ còn ví dụ như bây giờ mà nhìn qua cái lưới này thì cũng chẳng biết được là loa cuốn lại hay không cuốn lại. Thế nhưng mà ví dụ nhưng mà lại không thông tin trước thì làm cái trò mèo đấy thì chả lẹo nhá. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci beaucoup.